Lúc này phía bên ngoài, nội bộ nhóm người biến dị rõ ràng đã có lục đục, ba tên biến dị canh giữ ở đây cấp 15 nói chuyện với nhau, trưởng thôn làm sao có thể giao chìa khóa giác ngộ. Cho một kẻ như vậy được chứ, rõ ràng ngay cả con trai và vợ mình, hắn cũng không xử lý được, đúng vậy, để giành được sự sủng ái của trưởng thôn. Tôi đã giết hết những kẻ không vâng lời trong nhà, hắn có tư cách gì mà ngoan đạo hơn tôi, lòng chung của chúng ta, không ngờ lại bị vấy bẩn bởi sự bất công. Giết hắn và lấy lại chìa khóa giác ngộ, như vậy chúng ta sẽ có đủ tư cách gặp ngài ấy, nhận sự thăng thiên hoàn chỉnh. Ngay lúc này, bọn chúng không để ý, cánh cổng phía sau đang từ từ mở ra, ba sợi xúc tua nhọn hoát phóng ra rất nhanh. Chính xác cắm lên ba cái đỉnh đầu phía ngoài, trực tiếp lấy đi sinh mạng của chúng, sau đó không ngừng thôn phệ sức mạnh, Boss bước ra nói. Trước kia ta đã phải chịu không ít thiệt thòi dưới tay các người, nhưng bây giờ ta đã hoàn thành thăng thiên và có một cơ thể gần như bất tử, không ai có thể giết được ta nữa và các người chỉ xứng đáng làm chất dinh dưỡng, tăng cường sức mạnh cho ta thôi. Khi ta hấp thụ hết những người còn lại trong làng, ta sẽ có thể trả thù người đàn ông đó, và những con điếm thối kia, ta chắc chắn sẽ tra tấn chúng từ từ, khiến chúng sống không bằng chết. Ha ha ha. Không cần phiền toái như vậy, ta hiện tại sẽ liền đưa tới cửa cho ngươi giết." Bạch Khải từ trong bóng tối bước ra nói, cả người cũng phóng thích ra luồng khí tức kim quang như sấm sét. Thấy vậy boss cũng bất ngờ thốt lên, "Làm, làm thế nào ngươi lại có thể tìm đến tận đây?" cũng không sao, như vậy càng giúp ta tiết kiệm thời gian đi tìm người. Có lẽ hiện tại ta hơi khó đối phó với những con điếm đó, nhưng đối phó với một tên cấp 10 như ngươi, thì đừng nói là ta bắt nạt trẻ con. Dứt lời, Boss phóng ba xúc tua nhọn hoắt của mình, tấn công Bạch Khải. Chỉ thấy Bạch Khải nhẹ bật mình một nhịp, đã có thể tránh né toàn bộ. Hơn nữa chỉ với một chém, đã lập tức chém đứt cả ba cái xúc tua của hắn, khiến hắn phải bất ngờ thốt lên, điều này làm sao có thể. Nhất định là trùng hợp, Trình độ của ta sau khi hoàn thành Thăng Thiên đã cao hơn ngươi rất nhiều, sao có thể không giết được ngươi." Boss Lao người bổ nhào về hướng Bạch Khải, hắn chọn cách cận chiến, muốn lấy cơ thể cứng cáp của mình làm lợi thế, nhưng kết quả lại luôn bị ăn đòn đau mất máu, miệng liên tục quát tháo, "Tại sao, sức mạnh mà ta có được nhờ lòng sủng đạo của mình, thậm chí còn không thể giết được một kẻ cấp 10 hay sao?" Thực ra cấp 10 không phải cấp độ thật của Bạch Khải, cấp độ thật của hắn là cấp 10 bề mặt, cộng thêm 30 cấp ẩn cộng thêm trang bị cấp cao nhất, như vậy mới khiến con boss bị nghiền nát. Để mặc con boss nằm thoi thóp trên sàn, lúc này tứ chi của hắn ta đều đã bị chặt, Bạch Khải lạnh lùng quay lưng đi nói: "Ta đã hứa với Din rằng sẽ để cậu ấy đích thân lấy mạng ngươi, nên bây giờ ta sẽ không giết ngươi." Nghe thấy vậy con quái vật gầm rú lên, "Din muốn đích thân giết ta sao? Đồ phản bội, lẽ ra ta phải tự tay giết chết tất cả bọn chúng, nếu không thì ta đã không rơi vào tình cảnh này, chết tiệt!" biết vậy ta đã không sinh ra nó trên đời. Câu nói này ngay lập tức khiến Bạch Khải trợn tròn mắt, hắn nhớ lại ký ức kiếp trước, bố hắn đã bỏ nhà đi khi hắn 5 tuổi và không bao giờ quay lại. Mọi kỷ niệm đều đã bị lãng quên, chỉ để lại một câu nói duy nhất trước khi đi, "Giá như tôi không sinh ra đứa con trai này." Bạch Khải thở dài một tiếng thầm nghĩ, phải thật bình tĩnh, những gì xảy ra ở kiếp trước đã không còn quan trọng nữa rồi. Không thể để những khuyết điểm, yếu đuối của kiếp trước trở thành điểm yếu của kiếp này rồi bạch khải dứt khoát đẩy cánh cửa trước mặt ra thế nhưng dù có dùng sức đến thế nào cánh cổng cũng không chút dịch chuyển boss phía sau lên tiếng cửa thánh phải có chìa khóa giác ngộ mới mở được ngươi đã mất đi cơ hội có được nó vào tay ta hãy đứng đó và không được manh động nếu không ta sẽ cắn nát nó ngay lập tức ha 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 ngươi có thể giết ta để lấy chìa khóa nhưng thứ ngươi nhận về sẽ là một thứ vô giá trị tốt nhất đừng ngu ngốc đúng lúc này ly loa xuất hiện một chân cô giẫm thẳng lên đầu boss trên tay cũng đã cướp được chiếc chìa khóa. Ly Loa nói, ngươi đã vơ vào người tất cả những rắc rối này, chỉ để tìm ra nơi đây và mở cánh cửa đó sao, rốt cuộc sau cánh cửa đó là thứ gì vậy? Bạch Khải đáp, tôi không biết nên mới đến để tìm hiểu, nhưng đối với những người có tiếng tăm như các cô, lại cũng quan tâm đến những bí mật không đáng nhắc đến của một đất nước xa xôi này sao? Ly Loa đá bay boss sang một bên nói tiếp, tôi không quan tâm đến bí mật đằng sau cánh cửa đó, dù sao thì bây giờ, nó cũng thuộc về nhà thờ và nữ hoàng, Điều thực sự thu hút tôi chính là anh." Bạch Khải trầm giọng đáp, "Ồ vậy sao, thật sự vinh hạnh, bây giờ hậu quả có thể sẽ là một thảm họa thực sự." Con boss bị đá văng sang một bên, cả cơ thể nứt toạc ra, cũng chỉ còn mỗi cái đầu, nhưng vẫn không quên gáy bẩn, "Ha ha ha, các người không biết bản thân sắp phải đối mặt với loại tồn tại nào đâu, ngươi sẽ không bao giờ có thể sánh được với sức mạnh của Đức Thánh Cha, giống như cơ thể bất tử mà ngài ấy đã trao cho ta." Đúng lúc này Din đã bước tới trên tay cầm theo một thanh kiếm dài, mặt lạnh băng vô cảm, Boss nói tiếp, Đin, con đến đúng lúc lắm, nghe lời bố, đứng im ở đấy đừng di chuyển. Hãy trả lại cho ta sự sống và máu thịt mà ta đã trao cho con, con vẫn sẽ là con ngoan của ta. Dứt lời cái đầu Boss lao tới định nút chừng Đin, chỉ thấy Đin vẫn đứng đó không chút sợ hãi nói, ta không phải là con trai của ngươi, ta cũng không có bố. Xuống địa ngục đi, con quái vật, dứt lời Đin vung kiếm chém làm đôi cái đầu thế nhưng giọng nói đó vẫn vang lên, ôi, ngươi nghĩ ngươi có thể giết được ta sao? Chuyện gì vậy? Cơ thể ta đang tan chảy, chuyện này làm sao có thể? Rõ ràng là ta đã cho ngươi mạng sống này, vậy mà ngươi lại giết chính cha đẻ của mình, không, không. Hóa ra thanh kiếm của Dean đã được tẩm thêm một loại axit của sông Steve. Dean sau khi giết được Boss đã tăng liền 7 cấp, Dean lên tiếng, vì mẹ và dân làng mà ngươi đã sát hại. Trở thành một người con bất hiếu giết cha thì đã sao, hãy xuống địa ngục và chờ đợi sự xét xử và hình phạt mà ngươi đáng phải chịu đi. Cháp này đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Nếu hay hãy cho mình xin một like, một đăng ký kênh và đừng quên bình luận góp ý những ý kiến đóng góp của các bạn nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều.